Hi, xin chào bạn. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đằng Kia Anh đây. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách đỡ tải Melon Arduino nha. Nếu bạn thích thì nếu bạn nhớ nhấn một xem, một like, một subscribe và bật nhận thiết ở trung phát một tài nha. Giờ bắt đầu nào. Coi Rồi, nếu mà các bạn có một Arduino thì các bạn sẽ tải nó xuống nha. Ngồi được thật ấy. Các bạn cũng có thể mua nó trên tại trang web cũng được. Đây, Arduino mua trên tại trang web. Một kit tự hợp Arduino điều khiển 395 ngàn nha. Ok, giờ làm nào. Các bạn ghi Arduino download. Nếu bạn ơi biết tiếng Anh thì các bạn ghi được rồi. Là các bạn nhấn vào Arduino Surface Arduino.cc. Đấy. Nó thì hiện là có, nếu các bạn nào không có bộ Arduino thì các bạn chỉ nhấn vào Arduino Web Editor. Làm code với Arduino Web Editor. Cái này thì khỏi cần tải Arduino nhưng vẫn có thể làm được. Đây, hôm nay thì tải nó cũng nhanh cho máy tính VFB và keo lên. Còn cái viên zip drive thì các bạn tải rồi các bạn thì tải dài nén nó, giờ mình nhấn nút cài nha. Tải thế cứ nhấn chích the loan. Đây, các bạn cài. Còn các bạn nào muốn cài chip thì các bạn cài rồi các bạn dài nén. Coi vậy thôi. Nếu mà các bạn nào bị lỗi thì mình sẽ fix lỗi giúp các bạn. Chỉ có mình ở bên dưới. Ok. Còn nếu mấy bạn nào mà pro ấy như mấy Windows 8.1 hay mấy Windows 10 thì nhớ nút tải. Có cái máy tính Linux hay Mac OS X. Đấy. Các bạn nhấn nút vào. Rồi các bạn cài nó. Các bạn nhấn nút lên. Và nhấn agree, nhấn next. Còn cái đây là phần thì các bạn sẽ đợi Arduino ở đâu. Nếu mà ở đi sơ của các bạn mà chặt quá thì các bạn sẽ đợi ở đi đơ hệ y. Đấy, đấy gì từ đồng xây. Và các bạn chỉ cần đợi thôi. Đây, và lúc các bạn coi xong thì các bạn nhấn Done. Rồi các bạn sẽ làm một cái phần về Arduino cho màn hình các bạn. Các bạn nhấn đúp chuột vào. Đấy, giờ bộ Arduino nó sẽ chạy ngay bây giờ. Anh chạy nha mà. Và nhấn nút keep blocking nếu mà nó ở ngoài được. Đấy, thì nó là cách tải. Rồi mình sẽ chỉ các bạn cách đỡ máy chiều qua luôn. Lúc cái bài chiều qua thì nó sẽ có một cái. Hiện tại nó sẽ có một cái hiện tại một cái dữ liệu mới mà chưa biết, chưa tìm hiểu cái đó nó ở với ứng dụng nào. Mình cái Arduino nó chưa biết cái nó chưa biết cái Arduino đó là cái gì. Nên nó sẽ tìm một cái ứng dụng cho nó. Thì các bạn cứ nhấn nút tìm. Còn nếu mà nó nói nó quá lẹ, nó không có tìm được. Nên vậy thì các bạn sẽ nhấn Browser. Các bạn nhấn vào cái dữ liệu Arduino nhé. Arduino. Chọn. Nhấn vào dữ liệu Arduino nha. Đầu là Windows. Không phải. Đây. Rồi nhấn vào driver. Rồi các bạn chèn vô. Chèn vô xong rồi nó sẽ chạy lại. Chạy lại. Rồi nó có cái Arduino cũ. Nên chạy lại. Giờ nó chạy được ấy. Giờ thôi. Ok. Chúc các bạn thành công nha. Giờ xin chào bạn. Bye bye.